Chào các bạn, hiện tại mình đang ở cổng cà phê đường không gian đây rất là thoáng đãng và phong cách theo kiểu Việt Nam. Hình ảnh chú bộ đội của Hồ và không gian giá sách cũ, không gian thật ấn cúng và ấn tượng. Nếu có dịp các bạn ghé đến cổng cà phê. Các bạn kênh là Thấm Cà Phê. Nếu mà có gì có mời các bạn ghé đến đây nhé, những bức ảnh rất là đẹp về chiến sĩ bộ đội của Hồ, đặc biệt là những cái chợ bông rất là đẹp. Rồi mình tạm biệt các bạn tại đây nhé.